Ồ đẹp. Bọc lớp. Gió mông lát luôn các bạn. Qua đây đứng cho dễ các bạn. Mới mưa sao mà chủ lên đá lắm. Không người họ đang đang không phải mưa cái thèm luôn. Đấy, mưa cái thèm luôn. Để mua liền luôn. Anh có ai không đó? Ồ đẹp. Bọc lớp. Gió mông lát luôn các bạn. Ở này ráo nè mới ngon nè các bạn. Quá tuyệt, quá đỉnh. Nằm vậy nó không giảm tròn, nó mát luôn. Nó nằm không có chạy, nó ra. Địa chỉ giữa Sự Nghiệp Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đây. Được mấy được có hai mấy ngàn chứ lợi nhiều đâu, cũng cái mấy chục riêng mà chục ký kiếm xí nè, nấu xíu mà quá trời muối nè, thằng nhất á nhỏ mà chất lượng. Tí chỗ càng ngày càng dễ thương các bạn, thương không dễ mà dê có thưởng. Trời ơi, giá chốc ép mà muối quá trời. 8 là quá trời. Mà nhất nó có giá gần nhất. Thì giá có gì. Đây bà chị, cảm ơn. Cảm ơn luôn. Quảng cáo rồi con. Quay YouTube vui. Thì 6 giờ xuất khẩu. Chọc nó rồi đúng không? Chặt bỏ rồi. Đi quay cho em nha, đi quay cái này, đi quay cho mày. Đó, chờ chị gái quay phim. Quay qua, quay lại. Gió mông lét luôn. Hai cái máy quá trời muốn. Quay để cho mẹ thấy là mưa nóng tại chỗ chứ phải là mưa lâu. Cái hai cái máy là còn ký á.
đây có hai chiếc máy còn cái khí cường. Kiểu như là hàng nóng nha, khui nóng tại chỗ. Cái là lớn cổ rất nha, đôi xanh, kể cả lắm. Đôi trẻ đâu đó. Ok, hai trái. Ok. À, hôm nay là trái goi goi không các bạn, tầm 2kg mấy gọn gọn ngon các bạn. Các bạn ra đây mua người 2 trái, 3 trái là ngon lành luôn. Vỏ muốn lét luôn các bạn. Sầu riêng cái muối đã gì đâu các bạn. Đây cho các bạn xem nè. Quá đỉnh luôn. Tí chuột này. Không sao, có đồ chuyển kìa chị, có mã vạch gì kìa. Không sao, không sao. Ở tí chuột đang cui loại 50k nè các bạn. Coi muối nhiều không nha. Đó, trái nhỏ nhỏ, gọn gọn chút xíu à. Nhỏ mà có vỏ. Cơm vẫn ok nhưng mà ít muối thôi. Hết chín á. Còn mấy trái mà hết chín á. Quá luôn. Rồi khách luôn các bạn ơi. Hỏi nó cũng đi đâu rồi, chắc chắn nó nói cái nào cũng ngon á. Nào bao hết mà. Nó bao mà. Cua tại chỗ mình ăn thử tại chỗ luôn cho chắc cú mà. Bây giờ mình nói không ngon, nó nói ngon thì chịu thôi, làm sao bây giờ cãi nhau à. Tốt không mà. Đó. Bao nhiêu một tí? 120, 130 là ngon. 130. Mà không dám mà. Được cho con một trái là ngon nhất ở bên đây. Rồi, cô lấy 2 trái.
Đó, làm thêm trái bên này nữa thì cô. Ăn đi đã, về ăn xong rồi đó, coi có ngon nữa. À, chú mới thử rồi đó. Mẹ thử đi. Thử đi. Thâu xịn luôn. Ăn nhiều nhiều vô nó mới đã. Rồi, cần xé để bên này mình né tới chùa các bạn. Quá trời. Quá trời. Nhóc luôn. Nhóc. Có rồi, tính cái gram 3 kg rồi 1 kg. Cái 3 kg 1 kg. Cái 3 kg 1 kg. Dạ 350 rồi. 351 cũng xong rồi. Nó tính như cái máy luôn, bữa con bấm máy tính bấm lại nó luôn mà. Nó bán cả chục mười mấy năm nay rồi.